IVF Phương Châu xin chào anh chị. Video này sẽ hướng dẫn anh chị cách tiêm loại thuốc Gonenep 300 đơn vị với liều 150. Thì với liều 150, bút tiêm này anh chị sẽ thực hiện tiêm được 2 lần. Bước 1, anh chị kiểm tra thuốc với toa thuốc xem có đúng tên thuốc hay không. Thứ hai, có đúng liều tiêm 150 đơn vị hay không. Và cuối cùng là ngày tiêm của anh chị có đúng là ngày hôm nay hay không. Và anh chị nhìn lần cuối cùng trên hộp thuốc có đúng là Gonenep 300 hay không. Kế tiếp sẽ kiểm tra hạn sử dụng của hộp thuốc. Kiểm tra kế tiếp anh chị cần thực hiện đó là chất thuốc. Với chất thuốc bình thường sẽ có màu trắng trong, còn với thuốc bị hư thì sẽ bị đổi màu và thuốc sẽ bị vón cục lại. Sau các bước kiểm tra, anh chị cần rửa sạch tay với dung dịch sát khuẩn có chứa cồn hoặc là xà phòng trước khi thực hiện các bước chỉnh liều thuốc. Bước 2, chỉnh liều thuốc. Anh chị sẽ chỉnh liều thuốc bằng cách xoay núm chỉnh liều cho đến khi nào cửa sổ chỉnh liều từ số 0 lên đến số 150 thì dừng lại. Với trường hợp anh chị vặn hút liều 150 thì sẽ vặn núm chỉnh liều lùi lại đúng số 150 là được. Kế tiếp anh chị sẽ tháo niêm phong nắp kim và thực hiện vặn nắp kim vào bút tiêm. Ở thao tác vặn nắp kim á, anh chị chú ý là vặn vừa phải, không vặn quá chặt sẽ làm bể nắp kim, dẫn đến trường hợp là thuốc sẽ bị chảy ra ngoài trong quá trình anh chị bơm thuốc. Bước 3, anh chị thực hiện tiêm thuốc. Anh chị sẽ xác định vị trí tiêm. Thì vị trí tiêm mình xác định sẽ là dưới rốn, cách rốn khoảng 4 đến 5 xăng, tương đương khoảng 2 lóng tay. Anh chị có thể tiêm ở vị trí là từ trái sang phải hoặc là từ phải sang trái, miễn sao cách rốn 2 lóng tay và nằm ở phần dưới rốn là được. Kế tiếp thì anh chị sẽ thực hiện rửa tay lại với dung dịch sát khuẩn chứa cồn hoặc là xà phòng trước khi mà mình thực hiện sát khuẩn vùng tiêm. Dùng gạt tẩm cồn hoặc là gòn khô thấm cồn để sát khuẩn vùng tiêm theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài. Trước khi tiêm, anh chị kiểm tra lại cửa sổ chỉnh liều có hiện đúng số 150 hay không. Sau đó sẽ tháo hết nắp kim ra. Thực hiện véo da bụng lên, ghim kim nhanh một góc 45 đến 90 độ. Sau khi ghim xong, dùng một tay cố định bút tiêm, tay còn lại ấn đè nút chỉnh liều cho đến khi cửa sổ chỉnh liều từ 150 lùi về đến số 0 thì anh chị đã tiêm hết liều 150 ngày hôm nay. Sau khi tiêm xong, anh chị sẽ tháo đầu kim ra bỏ, bút tiêm anh chị bảo quản vào ngăn mát tủ lạnh cho liều tiêm kế tiếp. Đến liều tiêm cuối cùng của ống thuốc sẽ còn dư lại một phần thuốc đệm, anh chị sẽ không thực hiện tiêm lượng thuốc đệm này. Sau khi tiêm thuốc thì anh chị cần phải theo dõi các biểu hiện như sau. Các biểu hiện bình thường là tràn bụng dưới, căng ngực, đau lưng và dịch âm đạo ra nhiều. Các biểu hiện bất thường anh chị cần phải liên hệ với nhân viên y tế ngay lập tức. Đó là khó thở và đau bụng do bụng căng lớn. Thứ hai là chóng mặt, nôn ói kèm theo tiêu chảy và tiểu ít mặc dù là đã uống rất nhiều nước. Thứ ba là sẽ ngứa, nổi mẩn đỏ vùng tim hoặc là lan khắp cơ thể. Dịch âm đạo ra nhiều, có mùi hôi và ngứa. IVF Phương Châu xin cảm ơn.